비추고 chúng ta vẫn biết rằng thế giới xung quanh ta có những sự vật rất kỳ lạ mà không ai hiểu được mục đích tồn tại của chúng là gì. Tuy nhiên, sự thật là điều gì xảy ra cũng có nguyên nhân sâu xa đằng sau. Và lần này, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một trong số chúng, đó là chiếc túi bí ẩn dưới đáy quần lót. Nếu chịu khó để ý, bạn sẽ thấy dưới đáy mặt trong quần lót, tại khu vực tam giác có một chiếc túi bé nhỏ. Nhiều người bảo rằng chiếc túi đó dùng để cất những vật dụng bất ly thân của chủ nhân, trong đó có cả bao cao su. Tuy nhiên, giả thuyết này được đánh giá là không hợp lý vì nó quá nhỏ và nông để có thể thực sự cất một món đồ nào đó. Vậy lý do thực sự là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta lại phải xét đến một trong những tiêu chuẩn của một chiếc quần lót xài được, đó là lớp lót. Theo đó, khu vực ôm trọn vùng tam giác của mỗi người cần phải có hai lớp. Trong đó, lớp lót phía trong phải làm từ vật liệu mềm, dễ thấm hút, thường là từ cốt tông, để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh cho cổ chủ. Tuy nhiên, vì một số lý do mà các hãng thời trang chỉ khâu 3 cạnh của miếng lót mà chừa lại một cạnh, tạo thành chiếc túi bí ẩn mà chúng ta đang bàn đến ở đây. Theo lẽ thường, không có lý do gì để những khe hở này tồn tại cả. Nhưng trên thực tế, họ vẫn làm như vậy, bởi vì đây là một cách tiết kiệm thời gian rất hiệu quả cho doanh nghiệp. Khi chỉ khâu 3 cạnh, thời gian làm ra mỗi chiếc quần có thể tiết kiệm từ 10 đến 30 giây, thậm chí là cả phút. Quãng thời gian này có thể không đáng kể, nhưng nếu nhân với tổng số lượng quần lót được sản xuất thì sẽ là một con số rất lớn. Dành cho những ai chưa biết thì dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng riêng tại Anh, trung bình mỗi phụ nữ đã sở hữu khoảng 34 chiếc quần lót rồi. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng do nhiều loại quần lót cho nữ giới có thiết kế khá cầu kỳ, dẫn đến chuyện nếu khâu toàn bộ miếng lót vào sẽ gây ra bất tiện, khó chịu cho người mặc. Và thế là chiếc túi bí ẩn đó đã ra đời. Thời đại công nghệ phát triển, hầu như ai cũng ôm máy tính hay cắm mặt vào điện thoại cả ngày. Vì thế sẽ dễ hiểu thôi, nếu như một ngày nào đó bạn cảm thấy mắt hay bị mỏi, nhìn lâu mọi thứ cứ mờ dần đi, đôi khi còn dễ chảy nước mắt, đau đầu. Hiện tượng này có tên khoa học là chứng mỏi mắt kỹ thuật số. Tiến sĩ Rahul Khurana, phát ngôn viên của Viện Nhãn khoa Mỹ chia sẻ, đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, và để giải quyết đống khó chịu này, bạn buộc phải nhớ các bí kíp sau. Giữ tần suất chớp mắt phù hợp. Thông thường khi chăm chú nhìn vào thứ gì đó, như nhìn vào máy vi tính, chơi điện tử, đọc sách, tần suất chớp mắt của ta sẽ ít hơn. Thay vì chớp mắt 15 lần một phút, chúng ta chỉ chớp mắt từ 10 đến 12 lần một phút. Điều này khiến mắt bị khô. Theo tiến sĩ Chad Rosen, chuyên gia nhãn khoa tại Đại học Y khoa Icahn, Mỹ, cả ngày làm việc máy tính, tế bào giác mạc sẽ bị khô tới một ngưỡng nhất định. Tế bào đó khó có thể được phục hồi cho tới khi chúng được thay thế vào ban đêm khi bạn ngủ. Áp dụng quy tắc 20-20-20. Nói một cách đơn giản, đó là sau khoảng 20 phút làm việc, bạn nên nhìn vào một thứ gì đó ở cách xa 20 feet, khoảng 6 mét trong thời gian 20 giây. Việc này sẽ giúp điều tiết mắt, cũng như khiến cửa sổ tâm hồn bạn có thời gian nghỉ ngơi trong giây lát. Nếu có thể, hãy đứng lên đi lại, bởi việc cứ ngồi nhìn máy tính suốt có thể dẫn đến sự tăng tiết cortisol, hormone gây stress. Sự tăng hormone này kéo theo các vấn đề liên quan đến mất ngủ, ADHD, lo lắng, trầm cảm. Tạo độ ẩm cho mắt. Nước mắt nhân tạo, thuốc nhỏ mắt sẽ là trợ thủ đắc lực giúp đôi mắt bạn được tiếp sức suốt cả ngày. Nếu ở môi trường đặc biệt khô, bạn hãy trang bị thêm máy tạo ẩm cho không khí. Tránh để màn hình máy tính quá sáng. Ánh sáng chói từ màn hình máy tính khiến bạn nhanh mỏi mắt hơn. Vì thế, bạn hãy đảm bảo độ sáng trên màn hình máy tính tương tự độ sáng trong phòng. Cùng với đó, để giảm lượng bức xạ từ màn hình, vị trí màn hình máy tính nên được đặt cách mắt từ 50 đến 60cm. Sử dụng màn hình tinh thể lỏng LCD mới cũng tốt hơn cho mắt của bạn. Hạn chế sử dụng kính áp tròng. Sử dụng kính áp tròng có thể khiến mắt bạn nhanh khô hơn cũng như dễ bị kích ứng. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không nên đeo kính áp tròng khi đi ngủ bởi nó cực kỳ nguy hiểm.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.